Xin chào cả nhà, lâu lắm rồi mình chưa gặp lại nhau ha. Nhưng mà ngày hôm nay Vinh rất là vui bởi vì Vinh được ra vlog mới. Đặc biệt hơn nữa là một chương trình hoàn toàn mới tên là Quang Vinh Retreat. Điểm đến đầu tiên ngày hôm nay Vinh chọn là Legacy Yên Tử, M Gallery. Chúng ta đang ở khu vực sảnh chính, nơi mà làm Vinh ấn tượng nhất khi mà Vinh đến Legacy Yên Tử lần này. Thiết kế ở đây mọi người có thể thấy như là Vinh đang bước vào một viện bảo tàng rất là đẹp. Phía trước mặt Vinh bây giờ là khu lễ tân và phía sau lễ tân mọi người có thể thấy những cái quyển sách. Tại sao lại là những cái quyển sách? Bởi vì nơi này được thiết kế theo mô hình của tàng kinh cát. Phía bên trên kia mình có thể thấy một bức tranh vẽ được mô phỏng theo pho tượng Đức Phật Hoàng, là một bảo vật của Việt Nam mình có tại Yên Tử luôn. Phía bên trái Vinh là có bức tranh Đông Hồ. Phía bên phải là một tác phẩm mà Vinh nghĩ cũng khá là đặc biệt. Đây như một quyển sách cũ, mọi người có thể thấy cũng rách rồi. Nó mang cái dấu ấn thời gian rất là nhiều. Cái ý nghĩa của nó thì Vinh nghĩ sẽ sâu xa hơn, nhưng mà theo Vinh thì Vinh nghĩ đây là một cái ý mà Legacy muốn nói về cái thế hệ sau của mình, cố gắng gìn giữ những cái điều lịch sử, nhưng mà chắc chắn là không thể nào nguyên vẹn, mà mình chỉ có thể mang lại những cái gì tốt nhất mình cố gắng mình giữ gìn thôi. Wow, bức này thì Vinh cũng rất là thích. Nếu mà nói về đạo Phật thì các bạn biết là con voi là từ Đức Mẹ của Phật Thích Ca, và cái bức tranh con voi này có hai màu, từ màu sáng cho tới màu tối, cũng giống như là bản thân con người ta vậy, luôn luôn có hai mặt sáng tối, và mình càng ngày mình càng cố gắng như thế nào để mà cái phần sáng nó sẽ nhiều hơn cái phần tối. Phần còn lại thì đây, rất là ấn tượng thôi. Nơi lưu giữ những nét văn hóa của khắp mọi nơi, có Việt Nam mình, có thế giới luôn. Và Vinh rất là thích. Đây là bọc bản của bài thơ Cư Trần Lạc Đạo của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hồi thời xưa mọi người, mình không có in ấn thì mọi người sẽ làm một cái bản gỗ trước. Xong sau đó những cái tờ giấy của mình thì cái bản gỗ này sẽ in lên tờ giấy để có mình có những cái phiên bản. Thì các chữ ở đây là đều viết ngược hết. Đó, mọi người có thể thấy rất là kỳ công. Vinh thì cảm thấy mình có chút xíu tự hào bởi vì Vinh cũng họ Trần. Và Legacy Yên Tử thì đặc biệt là Thánh Địa Phật Giáo, nơi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông hồi xưa tới đây để tìm về tôn giáo đạo Phật. Và nơi này thì mọi người cũng có thể thấy cái không gian, cái cảm giác, cái tinh thần đều cố gắng thể hiện lại thời Trần Nhân Tông cách đây 700 năm. Thật sự là hơn cả sự mong đợi của Vinh nữa, bởi vì trước khi mà Vinh đến Legacy Yên Tử, Vinh nghĩ chỉ là một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Và đến đây rồi thì Vinh thấy là cả một cái quần thể, rất là nhiều thứ để các bạn có thể thưởng thức và trải nghiệm. Sau lưng mình là M Gallery Yên Tử, là khu khách sạn 5 sao. Phía bên phải mình có Làng Nương, cũng là một cái nơi các bạn có thể đến nghỉ ngơi nè. Mình có nhà hàng, rồi có các trò chơi dân gian để mình có thể giao lưu. Ngoài ra còn có những cái hàng quán xinh xinh rất là dễ thương. Có hai chọn lựa cho các bạn nha. Nếu các bạn muốn nghỉ ngơi cao cấp tại Legacy Yên Tử là sau lưng mình thôi. Còn nếu mà mình tiết kiệm hơn hoặc là đi đông hơn với bạn bè, mình có thể chọn nghỉ tại Làng Nương kế bên, cũng rất là gần gũi và hợp túi tiền với mình. Ngoài chùa Đồng Yên Tử rất là nổi tiếng rồi, thì khu đế này mình gọi là Trung Tâm Văn Hóa Trúc Lâm. Mình có Legacy Yên Tử, M Gallery và có Làng Nương, cũng như nhiều thứ khác nữa. Và nếu có dịp thì các bạn nhớ đến để trải nghiệm nha. Mình tin chắc sẽ là một hành trình đầy màu sắc để các bạn khám phá.
gặp gỡ khách mời ngày hôm nay nha. Sẽ có một bí mật cho các bạn. Bí mật đó sẽ được bật mí. Ai đó? Hello. Hello Jun. Chào anh. Hôm qua ngủ ngon không? Chà. Ngon chứ, chỗ này mà không ngon được anh. Phòng này là phòng tổng thống luôn á. Trời, xịn nhất ở đây rồi đó. Vậy là hợp với em rồi đó. Câu hỏi đầu tiên anh Vinh rất là muốn hỏi Jun, đó là đợt này đi du lịch với Vinh thì Jun cảm thấy sao? Em hả, cảm thấy mệt. Tại vì sáng sớm nguyên ngày chưa kịp gì hết, chưa ngủ dậy là anh Vinh chạy vô phòng em để mà hả phỏng vấn rồi mà chưa biết đang phỏng vấn gì. Chưa có kịch bản gì hết, đang cũng rất là lo, đang mặc cái đồ ngủ. Nãy giờ anh Vinh đang phỏng vấn Jun rồi đó. Ồ vậy là những câu hỏi đơn giản vậy thôi hả? Đúng rồi. Nếu vậy thì rất là vui, tại vì không có gì khó khăn làm khó Jun hết trơn. Đó, rồi cảm giác tiếp theo thì em ở trong căn phòng này qua nay rồi em thấy như sao nè? Rất là tuyệt vời, tại vì nói nào ngay thì như anh nói là em cũng mới biết, em chỉ nghĩ đây là phòng VIP thôi. Tại vì đúng là anh Vinh mời mà thì chắc chắn là cho phòng VIP rồi, nhưng mà không ngờ tới phòng tổng thống luôn. Khách sạn tuyệt vời lắm, còn tặng cho một cái ổ bánh. Chú là rất là thích Nhật Bản nha, nên có nguyên một cái bánh mà nhìn nó như là một cái hoa anh đào. Vậy thì ấn tượng của tuyệt em vời về luôn. Nơi này sẽ là đồ ăn nè, các trang trí hay là cái căn phòng, cái nào ấn tượng em nhất? Toàn bộ về cái khuôn cảnh nó rất là zen, rất là thiền, và mọi thứ nó ở trong một cái ngọn núi bao bọc rất là nhiều chùa. Hiện tại nha, ở một mình ở đây nữa nên thấy nó rất là thanh. Mà khi mà đến đây có một thêm cái cây nữa, đáng yêu lắm mọi người. Nói chung là hợp phong cách của Jun đúng không? Thanh cảnh. Jun, hôm qua giờ em ăn được mấy món đây rồi Jun? Có rất là nhiều món ngon ở đây. Nhưng khách sạn 5 sao đều như thế thôi. Nhưng mà bởi vì cái quần thể ở đây rất là hấp dẫn một cách khác lạ, bởi vì nó không phải là những cái nơi giống như là công viên giải trí mà nó là là chùa rồi rất là zen. Nên tự nhiên cái Jun nói với anh Vinh là Jun thử muốn những cái ngày này ăn chay như thế nào. Resort này cũng rất là thương và chuẩn bị cho Jun một phần ăn chay. Những cái bữa ăn chay từ hôm qua tới giờ là 3 bữa rồi. Và khi mình ăn mà với một cái khung cảnh này thì khi mình ăn trú mình cảm thấy mọi thứ đều ngon thật sự. Và hôm qua ngủ rất là ngon nha mọi người. Vậy nếu mà để giới thiệu đến mọi người, bạn bè của mình thì Jun sẽ giới thiệu về Legacy Điện Tử như thế nào? Nghe danh đây rất là lâu rồi. Nhưng mà không ngờ thực sự nó làm cho mình thích thú, bởi vì nó không phải là những cái gì đồ sộ đâu. Khi mọi người đến đây mọi người sẽ thấy những cái rất là chi tiết, mà giống như ở đây có những cái bức tường bằng trấu. Nó là một cái kỹ thuật xây mà của người Việt Nam xưa. Dĩ nhiên cảnh sắc thì dĩ nhiên đẹp rồi, tại Việt Nam thì chỗ nào cũng đẹp. Nhưng mà năm sao thì chắc chắn là phải nói tới dịch vụ thì mình không nói nữa. Nó là điển hình rồi. Nhưng mà rõ ràng cái kiến trúc và cái mọi thứ trang trí ánh sáng nó làm cho mình rất là vào bên trong. Em không biết dùng từ nào cho mọi người hiểu, nhưng mà mọi người phải đến đây để mà cảm nhận được, trải nghiệm cái cảm giác này. Anh Vinh nha, trước khi đến đây thì anh Vinh nghĩ chỉ có resort thôi. Nhưng mà khi đến rồi anh Vinh mới biết ngoài khu resort của mình ra thì ở đây là một quần thể gồm rất là nhiều các hoạt động khác về dân gian, rồi những cái kiểu mà rất là truyền thống Việt Nam á. Đó là cái cảm nhận của anh Vinh, từ anh Vinh sẽ nói phần sau. Nhưng mà Jun thì anh Vinh đố Jun thì ngoài khách sạn ra mình còn những cái khu vực nào nữa? Thực ra thì em cũng chưa có rõ, nhưng mà đi ra ngoài đi rồi anh đã thấy núi Yên Tử nè. Cái đó thì nó nằm trong quần thể, nhưng mà nếu mà đi ra ngoài thì em cũng muốn cho anh xem là cái view của anh chọn cho em rất là tuyệt vời. Và cái phong cách du lịch của Jun thì Jun thích đi du lịch như thế nào? Thật ra đây là cái mà em thích á. Là vừa được nghỉ dưỡng mà vừa được rất là zen mà vừa có phong cảnh. Em thích núi hơn biển. Thật sự em thích núi hơn biển. Bạn Jun đã hoàn thành xuất sắc những câu hỏi đầu tiên của mình. Nói chứ cảm ơn anh Vinh rất là nhiều đã cho em. Vậy là xong rồi đó mọi người, đúng không anh Vinh? Chưa xong. Ủa chưa xong anh hả? Anh đâu có thể nào mà làm dễ Jun như vậy, anh phải làm khó Jun chứ. Em tưởng vậy là xong rồi để em đi ngủ tiếp chứ. Phần này của chúng ta thì mình sẽ giúp cho mọi người hiểu về Jun hơn. Đó, cho nên là mình sẽ có một cái bảng câu hỏi chuẩn bị sẵn. Thôi giờ mình sẽ trở về giai đoạn Jun baby đi. Từ lúc mà Jun học cấp 2, cấp 3 thì ước mơ đầu tiên của Jun sẽ là mình làm ca sĩ không, hay là người nổi tiếng gì không? Nói đúng ra vào cấp 2 và cấp 3 đó là bản thân Jun thích là trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Thích cảm giác là thích đi đây đi đó, xong mà thích giải thích cho mọi người nghe đây là cái gì, và di tích lịch sử này là có bao nhiêu ngàn năm lịch sử. Ủa sao giống nghề anh Vinh đang làm vậy? Thì đó. Thì bây giờ em thấy anh Vinh là chắc là cũng với em cũng hợp nhau đó. Thì khi mà bắt đầu vô học đại học, đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thì thì mình cũng học ngành du lịch luôn. Ngay lúc đó chị Vân rủ rê
Thực ra không phải là chị Vân mà là quản lý của chị Vân gọi Jun và nói là có một nhóm nhạc đang xây dựng thì không biết là Jun có muốn đi casting thử không. Cái Jun cũng nghĩ không biết có biết không, tại vì Jun cũng không biết hát và cũng không biết nhảy. Cái tự nhiên cái chị Vân nói như vậy, cái mình muốn mình thử mình đi, bởi vì biết là chị Vân nổi tiếng. Nhưng mà trước đó cũng phải có một cơ duyên, đó là Jun là một hot blogger, gọi là hot blogger thời đó đúng không, thời mà hot V-teen hả? Dạ, em còn nhớ là cái bạn mà đó là bạn tên là Dương Kim Ngân. Cái bạn đó đó là muốn đi chụp hình báo làm người mẫu nhờ em làm xe ôm chở tới cái hai đứa vô chụp. Cái anh đó là anh Dũng và Na trong học trò kêu là thôi em sẵn em ngồi em đợi, bạn đó em vô em chụp luôn đi. Cái em nói em chụp cái gì tại em thấy ghê, cái vô chụp cái em thắng hạng nhất, cái bạn đó bị rớt. Nhờ cái duyên là đi xe, làm xe ôm chở bạn nữ đó, chứ thật ra nếu mà không có cái cuốc xe ôm đó thì sẽ không có chui cho ngày hôm nay. Ok, thì nhắc tới 365 thì em có cái kỷ niệm nào mà vui nhất về 365, buồn nhất về 365? Nó hơi bị mâu thuẫn, đó là lần cuối cùng 365 được diễn với nhau. Đó chính là cái feeling khi mà đứng trên sân khấu mà tách nhóm. Cũng là vui nhất và cũng là buồn nhất. Chỉ là một cái khoảnh khắc đó thôi. Bởi vì lúc đó mình vui nhất là bởi vì không ngờ tụi mình có thể nổi tiếng như thế này. Và tất cả mọi người đến đây để mà xem tụi mình diễn và khóc khi một nhóm tụi mình tan rã. Và mình có một cái bài hit Bốn Món Măng Ban. Tất cả mọi người đều yêu mến, nhất là trẻ em. Cho tới tận bây giờ thì em cảm thấy mình tự hào nhất về những cái sản phẩm nào trong sự nghiệp của mình? Đối với em, nó không phải là từng sản phẩm, mà thực ra cái sản phẩm mà em tự hào nhất chính là 365. Thật sự 365 chính là một cái di sản của từng thành viên của nhóm. Dù tách ra như thế nào thì mỗi thành viên đều không bao giờ phủ định cái brand đó, mà chị Vân cũng giống như là từng thành viên đã đoàn kết và xây dựng nó trong vòng 7 năm. Có người nào trong nghề hoặc là ngôi sao thế giới cũng được là cái người mà gây ảnh hưởng cho em không? Em cảm thấy thần tượng. Như em nói Vinh từ Mang Đại là mình, em không phải là xuất phát từ đam mê nghệ thuật. Nên để mà nói mà thần tượng thật sự thì thần tượng về lĩnh vực khác cũng được. Lĩnh vực thì em chỉ nghĩ là chỉ có chị Ngô Hạnh Vân thôi. Bởi vì chị nuôi mình từ lúc mình chưa có ước mơ cho đến khi mình thành hình ước mơ của mình, và mình vẫn tiếp tục nuôi một ước mơ khác. Mỗi chặng đường của Jun đi qua, chị Vân đều theo. Đúng là một người thầy của mình luôn. Và mình quan sát chị, thấy chị thành công và có những thất bại, làm cho mình cũng học được điều đó. Thì để nói mà một cái người mà mình luôn truyền cảm hứng cho mình công nhận thì chị Vân thôi. Thử thách chút xíu, Jun hãy kể tên 3 người có sức ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp của mình. Ok, chắc chắn là chị Ngô Hạnh Vân. Thứ hai là Haruki Murakami của Nhật Bản. Và Rowling, Jackie Rowling, người đã viết Harry Potter. Trong 3 cái câu trả lời của em thì hết 2 phần là về sách rồi. Dạ. Thì em quyển sách thích nhất của em là quyển sách gì? Anh nghĩ câu này mọi người rất là tò mò muốn biết. Thật ra thì bản thân em thì thích nhiều sách lắm. Nhưng mà để mà cuốn sách mà để cho em thay đổi và có được ngày hôm nay lại là một cuốn sách chị Vân tặng nữa. Đời thay đổi khi ta thay đổi. Một cuốn sách rất là hay, cũng rất là dễ đọc. Cuốn đó là cuốn mà chị Vân luôn luôn cầm gối đầu. Nên khi mà Jun thất bại nhất, Jun than chị Vân là em muốn rời khỏi 365, em muốn nghỉ công việc này, thì hay quá chị đã tặng cho Jun cuốn sách đó. Và Jun đọc cuốn đó, tới bây giờ vẫn đọc cuốn sách đó. Hay là bây giờ anh Vinh xin phép nha, mình sẽ tặng một cái quyển sách này cho các bạn khán giả xem chương trình với chữ ký của Jun ở trong đó. Một cái món quà nho nhỏ. Thật sự là nếu mà được vậy thì rất là tuyệt vời. Bởi vì mỗi lần mà những bạn trợ lý của Jun hay là những bạn quản lý của Jun, những người nào mà đến với Jun mà người đó đang rất là buồn hoặc là đang tự ti về bản thân, cũng đang buồn, vậy thì anh phải đọc cuốn này. Nếu mà được ăn tối một người nổi tiếng thì sẽ ăn tối với ai? Nói với anh Vinh. Hôm nay được ăn rồi phải không? Thiệt là gọi là biết sao nói ta? Chuyện ta biết định đó. Từ đi, dùng 3 từ để mà miêu tả Jun của thời điểm hiện tại ngay lúc này. Luôn hết mình hiện tại, luôn vui vẻ với mọi người. An yên, dùng từ an yên là đúng á, nghĩa là không quá vui cũng không quá buồn, mọi thứ rất là tuyệt hảo. An yên vui vẻ hiện tại rất là hay ha. Là một người là muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch nè, vậy thì anh Vinh rất là muốn biết là cái kiểu du lịch như thế nào là thực sự là đúng ý của Jun. Trong đầu đang làm việc mà hỏi thôi rủ đi chơi thì Jun thích đi chỗ nào? Jun thích nhất là tham quan. Chứ Jun không thích mua sắm nha. Rồi. Jun thích tham quan, Jun thích di tích lịch sử. Nói chung là du lịch văn hóa. Nếu mà ẩm thực càng tốt. Khi mà mình ăn thì mình sẽ biết được văn hóa đây như thế nào. Nên Jun thường sẽ thích những cái nơi nào mà nó
cổ kính và nó có dày đặc văn hóa hơn. Rồi nếu mà sau đợt dịch này mình đi lại nước ngoài, Jun sẽ đi nước nào đầu tiên? Jun nghĩ một cái nơi mà Jun cứ muốn đi nhưng mà là không có duyên đi đó chính là Jun thích đi Tây Tạng. À. Bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái phần nhanh gọn lẹ nha. Rồi. Hơi thử thách chút xíu. Phần này anh sẽ hỏi em cái này hoặc cái kia, 10 câu nhanh gọn lẹ. Mà nhanh gọn lẹ là em trả lời liền luôn á hả? Đây, biển hay núi? À, núi. À, thành phố hay thôn quê? À, chết rồi. Em thích ở giữa. Em thích ở giữa, ngoại ô được không? Chưa, thích ở giữa. Rồi. À, mùa hè hay mùa đông? À, mùa thu được không? Đọc sách hay nghe nhạc? À, nghe sách, nghe sách. Nhắn tin hay gọi điện thoại? À, gọi điện thoại đi. À, ok. Shopping online hay ra cửa hàng chọn? Ra cửa hàng chọn, okay. Chắc chắn. Bơi biển hay bơi hồ? À, bơi biển. Tiêu tiền hay tiết kiệm? Tiêu tiền. Wow. Ủa sao vậy? Thật là sang trọng. Không phải. Ủa? Tiêu. Ra nhà hàng hay là đặt giao hàng? Tự nấu được không? Ok. Đẹp nhân tạo hay là xấu tự nhiên nè? Xấu nhân tạo, đẹp tự nhiên được không anh? Xấu nhân tạo. Ủa nhân tạo phải làm cho đẹp chứ, chưa làm cho xấu chi nữa. Thôi đẹp tâm hồn đi. Đẹp tâm hồn, ok. Yes hay no nha? Dạ. Khi đi du lịch trong một buổi tụ tập cùng gia đình bạn bè, Jun là người chủ động hay là thụ động tạo ra những cái những cái hoạt động thú vị? Jun thường là thụ động. Thụ động. Chủ động. Chủ động, ok. Jun là một người hướng nội hay hướng ngoại? Jun là người hướng bà nội. Hướng bà nội, ok. Hiện tại Jun tập trung vào sự nghiệp hay là tình yêu? Jun tập trung vào bản thân mình. Jun là một người quyết đoán hay là thận trọng? Jun là một người rất quyết đoán. Phần tiếp theo nha. Dạ. Nếu một ngày nào đó chỉ còn 24 giờ để sống, Jun sẽ làm gì và cùng với ai? Chắc là gia đình của mình. Ok. Nếu không là người nổi tiếng, Jun sẽ làm gì? Ồ, câu này thì đã trả lời rồi. Chắc là Jun thích làm thầy giáo dạy hướng du lịch. Thầy giáo dạy hướng dẫn viên du lịch. Khó. Chứ không phải là một cái người hướng dẫn viên du lịch. À, nếu phải chọn một nơi để sống liên tục trong 7 ngày mà không có điện thoại, internet hay bất kỳ thứ gì để liên lạc với xã hội, dạ, thì đó sẽ là ở đâu? Ở đây, tôi đã từng làm vậy thôi. Lê Ca Si Yên Tử. Đó. Ở đây, thật sự. Nếu được trở thành một người nào đó, Jun muốn trở thành ai? Rồi, tôi rất là yêu thương bản thân mình, chắc là tôi không muốn trở thành ai đâu. Nếu sở hữu một siêu năng lực, Jun muốn mình có khả năng làm gì? Jun muốn mình phải cực kỳ thông minh. Nói gì cũng trả lời được hết. Nếu được chọn giữa việc có nhiều tiền nhưng tuổi thọ ngắn và sống lâu nhưng nghèo khổ, em chọn cái nào? Trời, cái nào cũng khổ cho vậy anh. Cái nào cũng khổ hết trơn á. Tự nhiên cái giàu mà khổ mình mới nghiệm ra được nhiều thứ. Anh nói được vậy thì em chọn cái của anh chọn. Nhưng mà khổ quá cũng không có nghiệm được cái gì hết trơn á đó. Khổ thì đói nha. Mà đói thì bây giờ mới đi làm. Yeah, nói chung là Jun đã xuất sắc hoàn thành. Em thấy em không xuất sắc lắm. Tại vì em thấy anh Vinh quá làm khó Jun. Hỏi những câu mà nhị nguyên. Những câu hỏi mà nó vết nô quá. Có những thứ mình cần phải trung hòa. Không, nhưng mà trong một cái thời gian ngắn mà em trả lời như vậy thì mọi người sẽ hiểu được Jun nhiều hơn. Cái cá tính của Jun. Anh hiểu được em chưa? Dạ. Các bạn đang đến với chuyên mục Trà Chiều cùng với Quang Vinh, và vị khách mời đặc biệt đầu tiên sẽ là một người rất đặc biệt ngồi kế bên đây. Hello. Và... Ủa là chào nữa hả? Là sáng mới gặp rồi. Hai anh em đang ở trong một phòng tranh nha. Vào trong đây thì không khí rất là thiền. Đúng rồi, rất em là cảm giác an yên. Vậy tại sao anh Vinh quyết định em là người đầu tiên? Chắc là do cơ duyên. Em có tin vào cơ duyên không? Duyên hả? Có. Ngồi đây mà không tin duyên hơi kỳ. Thật sự là có. Nhưng mà ngày xưa thì không nhé.
Ngày xưa thì em không tin vào duyên và em hay đổ thừa vào chữ duyên. Em nói khi mà hết yêu nhau thì hay đổ thừa là hết duyên. Có nghĩa là người đó vô trách nhiệm lắm mới nói là hết duyên rồi, đúng không? Hết đó. Duyên rồi này nọ. Nhưng mà hồi xưa đối với em từ là anh Vinh nghĩ là anh Vinh sẽ tò mò nhất chuyện tình cảm. À, một chú anh Phạm rất là năng nổ trong công việc, rất là sôi động trong tất cả các chương trình, đúng không? Cái thể hiện cá tính của em rất là nhiều rồi, nhưng mà phần còn lại thì sao? Nếu mà em chịu chia sẻ thì anh Vinh chắc mọi người cũng sẽ muốn nghe câu chuyện của chú. Em thì yêu nhiều quá, yêu nhiều đến nỗi mà giống như ăn một món ăn riết mà ngán. Nên hiện tại thì em quyết định là không yêu nữa. Giống như em nói anh là hồi xưa mình yêu xong rồi mình chia tay và mình hay đổi thừa là hết duyên rồi. Nên từ đó em có một cái dị ứng với chữ duyên. Và em luôn nghĩ chữ duyên nó giống như là những người mà vô trách nhiệm á, mới dùng cái từ hết duyên rồi. Nhưng mà hiện tại thì đối với em vẫn tin vào chữ duyên. Tại vì em đã nhận ra và sáng ra nhiều thứ. Bất cứ duyên tới là một cái hoa nó sẽ nở. Rồi đi rồi thì em cũng sẽ chấp nhận cái duyên đó đã đi rồi. Nó đã đi rồi. Chú nghĩ nó sẽ như thế nào? Là một cái tình yêu lý tưởng đối với chú? Đối với em thì mỗi cái giai đoạn á, nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Hồi lúc 18 đến 23 thì tình yêu gà bông, gặp nhau đẹp, chơi, vui, muốn gì làm gì, thoải mái, không có suy nghĩ cái gì về ngày mai, về tiền bạc. Xong rồi từ 23 tới 27 thì những cái cảm giác nó bắt đầu lao vào công việc. Mình lại có thể chia ra tình cảm với công việc. Và bên cạnh mình là nghệ sĩ như anh Vinh biết thì nó lại thêm một cái nữa là danh vọng. Nó làm cho mình sống bề ngoài nhiều hơn. Và mình mất đi những cái cảm giác nó rất là đáng yêu của một tình yêu. Rồi đến lúc đó mình bắt đầu mình không có quan tâm đến tình yêu của mình nhiều. Tại vì bây giờ tất cả mọi người đến với Chun Phạm nói nào ngay cũng bởi vì Chun Phạm là Chun Phạm, chứ không phải Chun Phạm là Phạm Duy Thuận. Nên những cái điều đó làm cho Chun chưa có tìm được một cái người mà thật sự đến với mình giống như là năm hồi 18 tuổi nữa. Ok. Anh Vinh nghĩ là mình nên nói liên quan đến cái chủ đề show của ngày hôm nay. Tại sao anh Vinh đặt là Quang Vinh Retreat? Dạ. Thì anh Vinh muốn hỏi Chun là Chun suy nghĩ sao về cái từ Retreat? Thật sự nếu như ai biết Chun là Chun không có rành về tiếng Anh nhiều đâu. Chun thì thích văn hóa Nhật thôi. Nên khi mà anh mời em biết được chủ đề thì em cũng có sợ. Okay. Em thật lòng mà nói là em có sợ. Và thật ra thì cái từ đó nó vừa dễ hiểu mà nó vừa khó hiểu. Thì chỉ đơn giản theo cái suy nghĩ của Chun là đi tìm về bên trong. Thì thật sự retreat đối với Chun là đi tìm một cái nơi hoặc là một con người hay một cái gì đó có thể làm ấm lại trái tim của mình. Anh Vinh thì cái mong muốn anh Vinh là sẽ lôi kéo, rủ rê những người bạn của mình ở trong showbiz. Bởi vì em cũng hiểu là cái công việc của tụi mình nhiều khi nó căng thẳng. Dạ. Và nó liên tục. Đôi khi thì mình cần một cái lúc nào đó mình tìm lại bản thân của mình. Mình đi thoát khỏi thành phố ồn ào, những công việc bận rộn. Mình tìm tới đây. Thì cái cách đó thì có chú nghĩ là bao lâu trong công việc mình thì mình sẽ cần những cái lúc mà mình cân bằng bản thân mình lại? Hồi xưa thì em luôn nghĩ là mỗi dịp lễ. Thật sự mình biết mình như bao nhiêu người khác, mình cứ nghĩ thôi, cứ làm trối chết. Khi nào mà nhà nước cho nghỉ thì mình nghỉ, thật sự. Hoặc là ế xô thì mình nghỉ. Nhưng mà bắt đầu từ cái năm dịch đó, trở đi á, ý thức hệ của Chun nó thay đổi nhiều. Thì hiện tại thì Chun thấy là mỗi ngày đều phải nên như vậy. Chọn cho mình một giờ một ngày, ít nhất là một giờ trước khi đi ngủ. Mình có thể chỉ đơn giản là mình ngồi, hoặc là mình ăn một món ăn, hay là mình làm bất cứ điều gì đó mà mình toàn tâm toàn ý với cái khoảnh khắc đó. Nó giống như là cái câu nói mà Chun đã in lên bàn tay của Chun nè, nghĩa là nhất kỳ nhất hội, nhất kỳ nhất hội, nhất kỳ nhất hội. Mỗi khoảnh khắc chỉ có một. Có thể hiểu nhìn Vinh là cứ đối xử với mọi chuyện và mỗi lần đều như lần tính đầu tiên. Cũng có thể nói nó giống như mỗi lần mình lên sân khấu là Chun cũng hay xem cái tay, ý đó là đây là lần cuối cùng. Mình phải có một cái cảm nhận đây là lần cuối cùng mình lên sân khấu thì mình mới cháy hết mình được. Đó là cái ý nghĩa của câu này. Anh nghe câu chuyện hôm qua là Chun đi dạo xung quanh. À dạ. Bắt gặp một mà bạn kia. Rồi xong là rủ rê Chun vào một cái lớp học. Dạ, có duyên lắm. Là mình Chun có thời gian đi vòng vòng. Rồi tự nhiên rất là thú vị là mình đi hồi cái mình thấy cái phòng đó, đó. Cái mình vô cái mình nhân nữa. Có một bạn cô giáo, cái cô ấy nói là đây là cái lớp mà dạy đọc kinh bằng tiếng Phạn, rất là thú vị chứ không phải là tâm linh gì hết.
sabe avantu sukhinaha sarve santu niramaya sarve vatrani pasyantu mahasi dukha bhavare. Wow. Sao hay vậy chú? Vào có một lớp thì anh thấy em hát nguyên bài luôn. Thì bạn đó nói rõ luôn, cái này không phải là kinh gì ghê gớm. Nó chỉ là một cái câu đối với họ, là đối với ở đây. Tại vì ở đây chung quanh là một cái quần thể rất là tâm linh. Kỳ này mình đi chơi mà chú nhất định là anh Vinh ơi, tới nơi là em sẽ yêu cầu đồ ăn chay luôn. Tại em đang ăn chay trường. Dạ, yeah. Trời, đừng dùng thời gian chay trường á. Em đang thực hành ăn chay một khoảng thời gian dài. Đó. Chứ ăn chay trường suốt đời luôn á. Cơ duy gì mà bây giờ mọi thứ anh thấy nó về tâm linh nhiều quá. Nó nói tâm linh thì ghê quá, không có. Dùng từ tâm linh thì sai. Hướng thiện. Hướng thiện. Thật ra là tôi không phải là tôi muốn thử gì đâu. Một phần là bỗng con mèo nhà Jun. Con mèo nhà Jun nó bỗng nhiên nó mất. Mình thương nó như là em bé vậy đó, mình thương nó lắm. Nên khi mà nó mất mình thật sự rất đau buồn. Và tự nhiên mình hết muốn đi chơi. Ý là mình ăn mình không thấy ngon nữa thôi. Cái mình thử thôi, chắc là con mình nó mất rồi. Mình suy nghĩ một cách rất là đơn giản. Hy vọng mình ăn 7 ngày thì mình giúp con mình cho bé nô nên năm sẽ làm người đi, chứ làm mèo khổ quá. Mình chỉ thương một con mèo vậy thôi. Thì ăn 7 ngày xong cái mình thấy quen. Cái mình quyết định thôi ăn 2 tuần. Ăn 2 tuần xong cái mình cũng thấy, ủa mình thấy cũng được. Với lại ăn xong 2 tuần mình thấy mình, thứ nhất là hệ tiêu hóa mình bắt đầu nó tốt hơn. Rất là tốt nha. Hồi xưa là ăn rất là khó tiêu. Rồi mình tập thể dục mình thấy khỏe hơn, mình bơi mình có sức bền hơn. Và mình thiền thì mình lại rất là kiên nhẫn hơn. Mình cảm thấy là cái việc mà ăn chay giúp cho mình không có gì tiêu cực. Rồi tự nhiên từ lúc đó xong cái càng ngày mình cảm thấy mình tiến bộ. Mình cũng bỏ rượu, rồi mình bỏ những cái thói quen xấu của mình. Cái mình thấy mình tốt hơn mỗi ngày. Mình thấy mình vui hơn, mình được giảm cân. Hay, bởi vì đó là cho bản thân của mình. Dạ đúng mình rồi. Mình phải chứ không vững có sức khỏe, mình có cái tinh thần nó vững đã. Dạ. Mình mới làm được những việc khác. Nhưng mà chuyên đa màu sắc quá nè. Công việc yêu thích từ trước khi vào nghề lại là công việc khác. Xong rồi anh lại thấy em trong nhóm 365 rực rỡ, xong sau đó sự nghiệp riêng rực rỡ tiếp. Nhưng mà khán giả sẽ thắc mắc là Jun sẽ là ca sĩ hay diễn viên hay biên kịch. Em muốn mọi người nhận mình thành công ở cái lĩnh vực nào nhất? Câu này em nghe rất là nhiều người nói luôn á. Hỏi Jun sau chừng ấy năm thì Jun cũng nói rồi, bản thân Jun muốn là Jun thôi. Mọi người yêu Jun bởi vì Jun có những cái đó. Tại sao Jun phải bám vào một cái gì đó để cho nổi bật mình hơn, trong khi những cái của Jun nó đã tạo nên một cái Jun rất là nổi bật. Giống như khi nhắc tới Jun thì anh Vinh cũng nói những cái điều đó ra. Đó là những cái màu sắc của Jun. Tự nhiên Jun phải đi tô đậm một cái mà chưa chắc Jun làm được chuyện đó, mà Jun đã đánh mất những cái nhỏ hơn. Có nghĩa là bản thân Jun rất là thích học hỏi và rất là thích công nhận, thích cái gì mà tự nhiên cái nó bóp up lên, nó hiện ra trong đầu Jun, cái là tự nhiên bản thân Jun muốn nghiên cứu đó nhiều. Món quà tiếp theo anh Vinh nghĩ mình sẽ hát tặng một bài cho mọi người nghe. Ok. Bật mí chút xíu là cái sự kết hợp này cũng là lần đầu tiên. Dạ. Thì sau đây hai anh em sẽ hát. Dạ. Thì cảm ơn Jun đã chọn bài này. Dạ. Và mình cũng cảm ơn. Xin phép nha, xin phép Khắc Hưng và Mỹ Tâm. Đợt dạ. này hai anh em sẽ cover lại bài Nếu Anh Đi. Nếu Em Đi của anh ta, Nếu Anh Đi. Còn thì mình chuyển qua của mình. Nếu Em Đi. Đi đi. Cảm ơn Jun. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người sẽ luôn luôn vui vẻ và lắng nghe ca khúc này thật là tuyệt vời nhé. Chia tay anh đã biết sẽ đau đớn như vậy, mà nước mắt đó vẫn rơi
không thể ngừng lại. Tiếc nuối những gì cho cả hai, vì anh biết đã có những sai lầm. Dù anh đã cố giữ lấy em đến vô cùng, và anh đâu muốn chúng ta kết thúc như vậy. Có lẽ đã đến lúc buông tay. Nếu em đi, trái tim này buồn biết mấy. Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đây. Nếu em đi, hãy cho anh được nói với em một lời. Dù tình ta vỡ đôi, anh vẫn yêu em. Giọt mưa mang theo những yêu dấu xa vời, và anh sẽ cố bước qua, sẽ sống tốt thôi. Hãy cứ tin anh, đừng nghi ngờ. Nếu em đi, trái tim này buồn biết mấy. Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đây. Nếu em đi, hãy cho anh được nói với em một lời. Dù tình ta vỡ đôi, anh vẫn yêu cho anh đừng nói với em một lời. Dù tình ta phải